Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đưa tin, Thành Điện Long, Phó Giám đốc Văn phòng Trụ sở Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia, cho biết vào hôm thứ Hai đầu tuần rằng sông Hoài Hà đã trải qua trận lũ thứ hai trên toàn lưu vực kể từ năm 1954. Lũ hiện đang tiến lên đến hạ lưu Vương Gia Bá, nước dâng lên nhanh chóng. Tất cả các trạm kiểm soát chính đều vượt quá mực nước cảnh báo an toàn. Phạm vi vượt cảnh báo là 2,35 đến 3,69m. Tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Quan trắc chế độ nước cho thấy, vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai, tại trạm thủy văn Vương Gia Bá trên dòng chính sông Hoài Hà đã xuất hiện đỉnh lũ với mực nước 29,59m. Lưu lượng tương ứng 8.030 m³/giây. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai, Vương Gia Bá của dòng chính sông Hoài Hà là 29,55m, cao hơn mực nước đảm bảo 0,25m. Mực nước sông Du Nhè đã tăng lên 27,79m, cao hơn mức cao nhất 0,24m so với mực nước trong lịch sử. Mực nước của Trịnh Dương Quan tăng lên 26,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 2,3m. Mực nước hồ Hồng Trạch Giang Ba tăng lên 13,86m, cao hơn mực nước cảnh báo 0,66m. Thành Điện Long cho biết, để giảm mực nước hạ lưu sông, cửa phân lũ Vương Gia Bá đã được mở vào lúc 12 giờ 28 phút trưa ngày Chủ nhật để làm ngập khu vực chứa lũ Mạnh Oa. Dòng chảy phân lũ tăng dần, đạt mức tối đa là 1.730 m³/giây. Tính đến 12 giờ trưa thứ Hai, lượng lũ tích lũy phân bổ ở Mạnh Oa đạt 136 triệu m³. Theo các báo cáo, để xả lũ trước, giải phóng dung lượng lưu trữ và gặp lũ sau, đường thủy ra biển đã được mở vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật để xả lũ, giúp làm chậm hiệu quả xu hướng dâng của mực nước biển và mực nước của hồ Hong Re. Vào lúc 12 giờ trưa thứ Hai, lưu lượng vào của hồ Hồng Trạch là 11.100 m³/giây và lưu lượng ra khỏi hồ là 10.900 m³/giây, trong đó lưu lượng ra biển là 1.500 m³/giây. Được biết, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã khẩn trương cử hai tổ công tác đến tuyến đầu chống lũ lụt ở tỉnh Hà Nam và Giang Tô để chỉ đạo công tác cứu trợ lũ lụt, để tiếp tục giảm mực nước dòng chính của sông Hoài Hà. Sau khi mở khu vực chứa lũ Mạnh Oa, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán tỉnh An Huy đã liên tiếp kích hoạt các khu vực lũ lụt trên và dưới đê Lưu Phương và khu vực lũ lụt Đạn Nam Nhuận vào sáng thứ Hai. Hiện tại, ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài Hà có 595.000 người thực hiện công tác phòng chống lũ, bao gồm 190.000 ở An Huy, 165.000 ở Hà Nam và 240.000 ở Giang Tô. Tổng cộng 514.900 người đã được chuyển khẩn cấp, có 99.900 người ở Hà Nam, 364.000 người ở An Huy và 51.000 người ở Giang Tô. Theo thống kê của Tổng cục Quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, quá trình mưa lũ đã khiến 1.980.000 hecta hoa màu của ba tỉnh ven sông Hoài Hà là Hà Nam, An Huy và Giang Tô bị ảnh hưởng, 528.000 hecta mất trắng, 14,984 triệu người bị ảnh hưởng và 31.700 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,44 tỷ nhân dân tệ, khoảng 20,46 triệu đô la, nhưng vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Ngoài ra, có 248 tình huống nguy hiểm ở chính và các nhánh của sông Hoài Hà ở các tỉnh Hà Nam và An Huy, trong đó 53 tình huống ở sông chính và 195 tình huống ở các sông nhánh, tăng 12 tình huống so với ngày hôm qua và tất cả đều đã được khắc phục và được kiểm soát một cách hiệu quả. Không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè chính của dòng chính sông Hoài Hà. Cũng có thông tin cho rằng do ảnh hưởng của lượng mưa lớn, lũ lụt đã xảy ra ở một số khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử. Hiện mực nước sông Chu, một nhánh của hạ lưu sông Dương Tử, đã xuống dưới mức mực nước đảm bảo trên toàn lưu vực. Tại Vương Gia Bá, dưới những đám mây đen được chụp vào hôm thứ Bảy, do lượng mưa liên tục ở lưu vực sông Hoài Hà, mực nước Vương Gia Bá ở Phụ Dương, tỉnh An Huy tiếp tục dâng cao. Đến 13 giờ ngày thứ Bảy đã vượt mực nước cảnh báo 1,66m. Hôm thứ Bảy, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp 2 để kiểm soát lũ lụt nhằm ứng phó với việc kiểm soát lũ lụt trên toàn lưu vực Vương Gia Bá và kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Hoài Hà. Quân khu tỉnh An Huy đã huy động lực lượng dự bị của dân quân dọc sông Hoài Hà để cứu trợ khẩn cấp và sơ tán người dân bị lũ bao vây. Theo phân tích khí tượng thủy văn mới nhất, dự kiến vào sáng thứ Hai, Vương Gia Bá, dòng chính của sông Hoài Hà, sẽ trải qua đỉnh lũ thứ Hai. Mực nước bảo đảm điều chỉnh mới là 29,5m, vượt mực nước bảo đảm điều chỉnh mới 0,5m. Đồng thời, mực nước đỉnh lũ đã vượt quá mức chứa lũ năm 2003 và gần bằng mức chứa lũ năm 1991. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy, chính quyền thành phố Phụ Dương và các ban ngành liên quan của tỉnh An Huy đã tổ chức các cuộc tham vấn kiểm soát lũ khẩn cấp tại trụ sở tiền tuyến Vương Gia Bá để phân tích tình trạng mưa, nước và thiên tai hiện tại, đồng thời chuẩn bị cho việc sử dụng kho chứa lũ khu vực tuyến Mạnh Oa.
và giai đoạn sau triển khai khẩn cấp cho công tác cứu trợ thiên tai. Cuộc họp yêu cầu mọi công tác chuẩn bị được thực hiện cho việc sử dụng khu vực chứa lũ của dòng mạnh Oa theo thông báo của Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy trước 10 giờ ngày Chủ nhật. Mọi công việc chuẩn bị cho việc sử dụng khu chứa lũ phải được hoàn thành để đảm bảo rằng khu chứa lũ mạnh Oa có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Hiện tại, nhiều công tác chuẩn bị cho việc sử dụng khu vực chứa lũ mạnh Oa đang được tiến hành. Đến 5 giờ sáng Chủ nhật sẽ hoàn thành đợt kiểm tra lần thứ nhất khu vực chứa lũ và đợt kiểm tra thứ hai từ 5 giờ đến 8 giờ để đảm bảo loại bỏ tất cả các hóa chất độc hại cũng như các thiết bị nguy hiểm như các trạm xăng, khí hóa lỏng phục vụ quần chúng trong khu vực chứa lũ đã bị dỡ bỏ hoàn toàn. Phòng dân sự của Phụ Dương cho biết sẽ huy động toàn bộ hệ thống đến tận các thôn bản và các hộ gia đình để tìm hiểu tình hình thiên tai. Tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, 8 tổ công tác đã được cử đến quận để tổ chức các biện pháp cứu trợ cho hơn 300.000 người dân trong thành phố. Vào lúc 5 giờ sáng thứ Tư, sau khi đỉnh lũ đầu tiên của Hoài Hà Vương Gia Bá đi qua, mực nước lại lên nhanh vào ngày thứ Bảy. Tính đến 22 giờ đêm ngày Chủ nhật, mực nước của Vương Gia Bá là 28,99m, cao hơn 1,49m so với mức cảnh báo. Vào lúc 18 giờ 30 phút chiều thứ Năm, nước lũ tràn qua cống nông 49 lỗ của dự án kiểm soát lũ lụt Lâm Hoài Cương. Cùng ngày, đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà đã đạt đến dự án kiểm soát lũ Lâm Hoài Cương ở An Huy. Mực nước trên cống là 24,05m và mực nước dưới cống là 23,9m. Mực nước cảnh báo của công trình là 26m. Mực nước đảm bảo là 28,51m. Văn phòng Tổng cục Quốc phòng hôm nay thông báo với báo chí rằng do mưa liên tục, mực nước dòng chính sông Hoài Hà tiếp tục dâng cao, tình hình kiểm soát lũ lụt hết sức nghiêm trọng. Lúc 14 giờ ngày thứ Bảy, mực nước trên dòng chính Vương Gia Bá dâng lên 28,24m, vượt mực nước cảnh báo 0,74m. Mực nước hạ lưu hồ Hồng Trạch Giang Ba ở hạt Hồng Trạch, Giang Tô lên 13,33m, trên mực nước dưới hạn lũ là 0,83m. Mực nước sông Hoài Hà vẫn đang lên. Theo dự báo, lưu vực sông Hoài Hà trong 2 hoặc 3 ngày tới vẫn có mưa lớn. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà vô cùng nghiêm trọng. Cho đến nay, tổng cộng 8,663 triệu người đã bị ảnh hưởng lũ lụt ở 3 tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô dọc theo sông Hoài, với diện tích bị ngập là 17,78 triệu hectare. Hiện tại, tất cả các nơi dọc theo sông Hoài Hà đã tăng cường nỗ lực phòng chống lũ và tổng cộng 326.000 người ở 3 tỉnh đã kiểm tra nguy hiểm trên bờ kè. Khu vực chứa lũ Lão Vương Pha của sông Tiểu Hồng ở tỉnh Hà Nam nằm trên một nhánh của sông Hoài Hà đã ngừng phân lũ vào lúc 19 giờ tối thứ Sáu với lượng phân lũ tích lũy là 11 triệu mét khối, giúp giảm lũ hiệu quả kiểm soát áp lực của huyện Tây Bình, tỉnh Hà Nam. Hiện tại, không có mối nguy hiểm lớn nào xảy ra ở các kè của sông chính và các nhánh của sông Hoài Hà. Để đối phó với tình hình lũ lụt và tình hình thiên tai ở thượng nguồn sông Hoài Hà và sông Dương Tử, Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào ngày hôm nay, đồng thời sắp xếp và triển khai công tác phòng chống lũ lụt hiện nay. Một là yêu cầu các ban ngành liên quan tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến và diễn biến của điều kiện mưa, nước. Hai là tăng cường lập kế hoạch cho các dự án kiểm soát lũ, sử dụng thượng nguồn sông Hoài Hà để tích lũ, tăng lưu lượng xả lũ hồ Hồng Trạch và hạ thấp mực nước hạ lưu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xả lũ. Đồng thời, các tỉnh liên quan được yêu cầu chuẩn bị cho việc sử dụng các khu vực chứa lũ. Thứ ba là tăng cường phòng chống để đảm bảo an toàn của các dự án kiểm soát lũ lụt. Thứ tư là tăng cường nỗ lực cứu trợ thiên tai ở Tứ Xuyên và những nơi khác, và các khu vực đô thị bị ngập lụt sẽ trở lại bình thường càng sớm càng tốt, chuẩn bị cho một trận lũ lụt khác có thể xảy ra. Thưa quý vị, hôm nay, Bộ Nội vụ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết rằng trong vài ngày qua, phía Nam sông Dương Tử, Nam Trung Quốc và phía Đông Tây Nam liên tục xảy ra mưa lớn. Được biết, kể từ hôm thứ Sáu tuần trước, 6 tỉnh bao gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Quý Châu đã phải hứng chịu mưa bão, lũ lụt, lở đất và sạt lở đất rất nghiêm trọng. Tính đến 16 giờ chiều thứ Năm tuần này, mưa lũ đã làm hơn 13,56 triệu người bị ảnh hưởng, 13 người mất tích, 788.000 người phải di rời khẩn cấp, 796.000 hectare diện tích cây trồng bị hư hại, trong đó có 136.000 hectare diện tích hoa màu chưa được thu hoạch, 69.000 nhà bị sập, 144.000 nhà bị hư hỏng. Thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 4,73 tỷ nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp từ nông nghiệp là 2,35 tỷ nhân dân tệ. Được biết, do lượng mưa lớn trong 2 ngày qua, tình hình thiên tai ở các tỉnh Giang Tây và Quảng Đông vẫn đang rất nghiêm trọng. Vào tối thứ Sáu tuần trước, miền Nam Hồ Nam đã hứng chịu mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Theo kế hoạch khẩn cấp cứu trợ thiên tai quốc gia, Bộ Dân Chính đã khẩn trương triển khai ứng phó 4 cấp vào lúc 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, đồng thời gửi một thông báo khẩn cấp yêu cầu tổ công tác đến vùng lũ lụt để kiểm tra tình hình thiên tai, hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ thiên tai. Vào tối ngày thứ Sáu, khu vực phía Nam của tỉnh Hồ Nam xảy ra mưa lớn khiến toàn bộ lãnh thổ thành phố Vĩnh Châu, huyện Lâm Vũ và quận hướng đông của thành phố Sâm Châu và huyện Hành Dương của thành phố Hành Dương hứng chịu thảm họa lũ lụt. Thành phố và quận Đao ở huyện Đao và quận Lan Sơn, huyện Song Đài bị ngập lụt.
Tính đến 8 giờ sáng Chủ nhật, dân số bị ảnh hưởng của tỉnh lên tới 1,33 triệu người. 3 người chết do thiên tai gồm 2 người ở huyện Hành Dương và 1 người ở huyện Đạo, 1 người mất tích ở huyện Đạo và 158.000 di rời khẩn cấp, 75.000 người khó khăn về nước sinh hoạt, 4.784 người bị thương tật do thiên tai, 57.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, 11.000 hecta hoa màu bị hư hỏng, hơn 3.807 nhà sập, hơn 9.400 nhà hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 580 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp về nông nghiệp là 260 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, lượng mưa trong khu vực thiên tai vẫn đang tiếp tục và tình hình thiên tai vẫn đang diễn ra khắp các tỉnh thành và tình hình thiên tai vẫn đang diễn ra khắp các tỉnh thành và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Những người thiên về tâm linh tại Trung Quốc lo sợ liệu có phải là thánh thần hay quỷ dữ gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan trên. Vụ việc đã khiến cư dân mạng nước này đưa ra những lời đồn đoán gây ám ảnh cho nhiều người. Dẫn lời từ nguồn tin đại lục cho biết, hiện tượng ngày hóa đêm kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ tại các tỉnh miền Bắc Trung Quốc như Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Tây và thủ đô Bắc Kinh là điều lạ lùng chưa từng thấy từ trước tới nay. Khoảng 5 giờ 10 phút, thay vì gà sẽ gáy như thường lệ, nhưng trời vẫn cứ như nửa đêm canh ba không có chút ánh sáng, khiến cho cuộc sống người dân vô cùng đảo lộn. Tất cả các thành phố chìm trong đêm đen đều phải mở đèn sẵn. Kinh hoàng nhất là hàng ngàn đàn côn trùng lạ bay kín trời kèm theo tiếng kêu vo ve khiến nhiều người bị ù tai và đau đầu. Ông Mai lo lắng cho biết, tôi đã sinh sống tại đây hơn 50 năm, chưa từng thấy chuyện lạ như thế này. Không biết tại sao càng ngày càng có nhiều hiện tượng lạ lùng xảy đến với đất nước của chúng tôi. Bên cạnh những lo sợ của người dân thì theo trang tin China News, những bức ảnh được chụp lại bởi người dân địa phương vào lúc 8 giờ sáng nay cho thấy toàn bộ khu vực chìm trong bóng tối đen đặc. Mặc dù vẫn chưa có lời giải thích chính thức nào cho buổi sáng bóng tối đen một cách kỳ lạ này. Theo đại diện của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, việc trời đột nhiên tối sầm lại do mây đen kéo đến, bầu trời các khu vực này quá dày dẫn đến sự hình thành các đám mây dày đặc và ngăn chặn ánh sáng của mặt trời. Người dân các tỉnh miền Bắc Trung Quốc vô cùng hoảng loạn khi trải nghiệm cuộc sống như trong vùng chết, khi ngày mới thức dậy không còn nhìn thấy ánh mặt trời, mà thay vào đó là cảnh tượng bầu trời tối đen bao trùm không chút ánh sáng, kéo dài từ 5 giờ sáng cho đến 8 giờ 30 phút tối cùng ngày là điều chưa từng ghi nhận trong lịch sử nhân loại, kèm theo tiếng kêu của rất nhiều côn trùng lạ, khiến ai nấy đều đóng chặt cửa lại, không dám ra ngoài và phải mở đèn mới sinh hoạt được. Mai Sơn, một thiên văn trẻ Trung Quốc cho biết các đám mây đen này thường xuất hiện trước cơn mưa dông và tan đi sau khi hết mưa. Tuy nhiên, ông Sơn nhận định thời gian chuyển tới dần 5 tiếng đã quá dài, chưa từng ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Có thể cho một số địa phương nằm ven biển nên lượng mây từ biển kéo vào nhiều hơn bình thường, gây ra hiện tượng nhiều lớp mây chồng lên nhau và lâu tan, ông Sơn nói thêm. Để trấn an người dân thì Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết hiện tượng này không có gì là bất thường và từng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, thường xảy ra vào mùa nóng khi bắt đầu xuất hiện các trận mưa dông lớn. Nhưng lời giải thích này vẫn chưa đủ thuyết phục nhiều người khi trời tối kéo dài, kèm theo những đàn côn trùng lạ bay dập trời rình rập những mối đe dọa đến tính mạng của người dân. Cho đến nay, chưa ai dám khẳng định nguyên nhân thật sự gây ra hiện tượng ngày bỗng hóa thành đêm như trên. Một số giả thuyết được đặt ra cho hiện tượng lạ này. Rất nhiều người cho rằng hiện tượng bầu trời bỗng dưng tối sầm và đen kịt ở Trung Quốc có nguyên nhân từ nhật thực. Tuy nhiên, đây là một khả năng khó xảy ra bởi theo các chuyên gia khoa học, trên thực tế ở Trung Quốc đã từng ghi nhận một số trường hợp xảy ra tương tự tại các tỉnh miền núi như Vân Nam, Quý Châu vào năm ngoái, nhưng chỉ kéo dài khoảng 1 phút. Và tác nhân chính gây ra chính là các đám mây đối lưu ở tầm thấp bay ngang qua và che kín một vùng bầu trời, làm cho mọi thứ trở nên tối sầm lại như ban đêm trong ít phút. Sau khi đám mây bay ngang qua, mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Có thể nói nhiều khả năng hiện tượng ngày bỗng hóa đêm xảy ra sáng nay tại các tỉnh thành phía Bắc Trung Quốc cũng có nguyên nhân tương tự. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, đêm giữa ban ngày không phải là điều gì mới mẻ mà tương đối phổ biến trong thiên nhiên, nhất là trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra vô cùng phức tạp. Chúng ta biết rằng mây là tập hợp của rất nhiều hạt nước và tinh thể đá nhỏ li ti, được tạo thành khi hơi nước ngưng tụ lại trong những túi không khí đang bốc lên.
Trong điều kiện thời tiết bình thường, không khí tiếp tục được đẩy lên khiến cho đám mây được bồi đắp thêm. Độ dày 2 chiều cao của đám mây là nguyên nhân khiến cho mây có màu sắc không cố định. Khi mây mỏng, chúng sẽ để cho phần lớn ánh sáng xuyên qua và có màu trắng. Nhưng cũng có những vật thể truyền ánh sáng khác, mây sẽ tuân theo quy luật. Càng dày, càng ít ánh sáng có thể xuyên qua. Do đó, nếu mây quá dày, không gian bên trong các đám mây quá chặt thì màu mây sẽ chuyển dần sang xám hoặc thậm chí là đen. Đó cũng chính là dấu hiệu báo trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như bão sắp tới. Lượng mây đen quá lớn ở Trung Quốc vô hình chung đã khiến cho bầu trời nơi đây dù đang ở ban ngày cũng phải trở nên tối đen như ban đêm. Ông Lý Đức, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc Trung Quốc cho rằng, trời tối như vậy vì có một đám mây rất lớn đi ngang qua khu vực này, sau khi mây tan thì trời hừng sáng trở lại. Quan sát bằng cảm quan thì có thể khẳng định hiện tượng này là do mây lớn tạo thành. Lập luận trên càng có thêm cơ sở khi sáng nay trước thời điểm xảy ra hiện tượng ngày hóa đêm ở Trung Quốc, bầu trời cũng tối sầm và mưa như chút nước trong khoảng 25 phút, từ 8h05 đến 8h30 phút. Một giả thuyết về sự liên hệ giữa hai hiện tượng này không phải là không có cơ sở. Và diễn biến tiếp theo của hiện tượng lạ lùng này ra sao? Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật và gửi đến cho quý vị ở những bản tin kế tiếp. Kính thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua, thiên tai và nhân tai đã liên tục ập xuống như muốn dạy cho Trung Quốc một bài học về sức mạnh của thiên nhiên, về những tội ác mà các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gây ra cho nhân loại. Những cơn mưa xối xả không ngớt đổ xuống các tỉnh thành miền Nam Trung Quốc, tàn phá toàn bộ thành quả 42 năm phát triển kinh tế bằng việc đánh cắp công nghệ chất xám, thương hiệu của tất cả các nước phát triển. Giờ đây, thành quả đã đạt được của Trung Quốc đã bị nước lũ cuốn trôi đi hết và đưa đất nước tỷ dân này quay về vạch xuất phát ban đầu. Miền Nam Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Việc hy sinh nông thôn để bảo vệ thành thị là thủ pháp quen thuộc của chính quyền Bắc Kinh trong cách xử lý thảm họa lũ lụt. Tại khu vực trũng thấp của sông Châu Giang bao quanh hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, mưa đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất, vận chuyển vốn đang bị ảnh hưởng bởi các biện pháp chống Covid nghiêm ngặt. Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tây, phía Đông Nam Trung Quốc, chính quyền đã đưa ra cảnh báo lũ lụt sau khi có 485.000 người ở 9 huyện bị ảnh hưởng, theo Tân Hoa Xã. Tân Hoa Xã đưa tin khu vực này đã bị thiệt hại về kinh tế hơn 470 triệu nhân dân tệ, khoảng 70,2 triệu đô la Mỹ với 43.300 ha cây trồng bị phá hủy. Các quan chức địa phương đã cảnh báo tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tới và mực nước ở lưu vực sông Châu Giang sẽ tiếp tục dâng cao. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình ở các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây từ đầu tháng đạt 621mm, mức cao nhất kể từ năm 1961. Mùa mưa diễn ra và thường xuyên dẫn đến hiện tượng lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc, nhưng có những lo ngại rằng biến đổi khí hậu đang làm tình hình trầm trọng thêm. Ngược lại, nhiều nơi ở miền Bắc Trung Quốc đang có nhiệt độ cao bất thường. Nhưng theo dự báo, mưa cũng sẽ xảy ra ở khu vực này tiếp theo. Trận lũ lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998, khi sông Trường Giang tràn bờ làm thiệt hại hơn 4.000 người và khiến hơn 14.000 người mất nhà cửa. Năm 2016, lũ lụt ở Trường Giang giết chết gần 700 người và gây thiệt hại hơn 30 tỷ đô la Mỹ cho đất nước. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 đã khiến GDP giảm 0,3%. So sánh lũ lụt năm nay dự kiến gây tổn hại cho nền kinh tế ở mức thấp hơn, mặc dù chuyên gia Lee cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính các tác động kinh tế cuối cùng. Một điều chắc chắn là lụt năm nay làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ và gây ra sự chậm trễ trong các ngành khác nhau. Lưu vực sông Trường Giang là trung tâm xây dựng và nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc, đồng thời nơi đặt nhà máy của các công ty sản xuất ô tô, thiết bị y tế và thép. Bà Ly nói rằng chuỗi cung ứng hàng hóa như bột giặt, dầu gội đầu và khẩu trang y tế bị chậm trễ. Các nhà máy dọc theo sông Trường Giang sản xuất các sản phẩm như vậy, nhưng bất kỳ sự gián đoạn nào mà họ gặp phải đều có thể do các nhà máy ở các khu vực khác tạo ra, bà nói. Rihanna Arizona, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn China Morfatrin Torico Titan ở Thâm Quyến, làm việc ở các công ty nước ngoài có nhà máy bên sông Trường Giang. Ông nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào hoặc các nhà sản xuất đã gặp. Arozan nói với Fortan hoặc lũ lụt được điều hướng đến các khu vực phi công nghiệp. Sự may mắn không có chịu tác động trong chuyện này.
chiến lược phòng chống lũ lụt của Trung Quốc là xả lũ vào khu vực đất nông nghiệp như biện pháp để đảm bảo an toàn cho các thành phố và công nghiệp. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp chi phí cho các dự án, cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch triển khai các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc theo các tuyến đường chính. Sáng kiến này củng cố sự phụ thuộc của Trung Quốc vào mạng lưới đập rộng lớn dọc theo sông Trường Giang và các phụ lưu của nó, phương pháp trực tiếp nhất mà Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát lũ lụt và cách ly các thành phố. Chiến lược này được nhìn thấy khi các nhà chức trách ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc mở các cống của đập Vương Gia Bá nhằm bảo vệ các thành phố và khu vực đông dân hơn ở hạ lưu, nhưng lại ngập nhiều diện tích đất nông nghiệp và buộc hàng nghìn cư dân nông thôn phải sơ tán ngay lập tức. Theo Sexton, tại thị trấn Yuzhani nằm trên sông nhỏ của phía nam sông Trường Giang, đoạn chảy qua tỉnh Giang Tây, nước lũ đã tràn đến tầng 2 của những ngôi nhà sau khi tỉnh lân cận xả lũ. Cư dân Yuzhani hầu như không có khả năng phòng vệ trước sự tấn công dữ dội của lũ vì chính quyền địa phương thiếu cơ sở hạ tầng hoặc nguồn lực để điều hướng khỏi làng. Vừa qua, Reuters đưa tin một con đập 55 tuổi đã bị sập ở tỉnh Quảng Tây, khiến các cộng đồng ở Hạ Du đối diện nguy cơ bị ngập. Bà Li ước tính rằng, trận lụt năm 2016 bao phủ gần như diện tích đất nông nghiệp, trong khi 5 trận lụt năm 1998 nhấn chìm hơn 207.000 km2 đất nông nghiệp. Darin Chevit, nhà phân tích hàng hóa tại Stony Brook của Thượng Hải nói rằng giá rau và thịt lợn ở Trung Quốc tăng cao do hậu quả của lũ lụt. Thủy sản có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất cũng như lúa gạo, cây trồng phổ biến nhất trong vùng. Một số loại cây trồng như cải dầu và lúa mì được thu hoạch trước khi lũ lụt trở nên tồi tệ. Ông Ferris nói, nhìn chung thị trường chưa có vẻ quá lo lắng về tình trạng thiếu hụt do lũ lụt gây ra. Tuy nhiên, những người nông dân có xu hướng trồng những loại cây này là một nỗi lo. Bà Turner cho biết, hàng trăm nghìn người trong số họ đã phải sơ tán vì lũ lụt và đối mặt với những trở ngại to lớn trong việc phục hồi sau thiên tai. Không có tiêu chuẩn thống nhất về giảm thiệt hại do lũ lụt cũng như các giải pháp dựa vào thiên nhiên ở vùng nông thôn của Trung Quốc, bà Turner nói. Để đối phó với những trận lũ lụt trước đây, bà Turner cho biết, chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình thành phố bọt biển vào năm 2015, trong đó yêu cầu các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước, vườn mưa và những nơi dễ chút nước khác để hấp thụ nước mưa dư thừa. Những chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến cho các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp phải hy sinh nếu nước dâng ở sông Trường Giang. Thiên tai hiện tại là kết quả của cơn bão hoàn hảo kết hợp biến đổi khí hậu và hành động của con người, bà Turner nói. Fudi Fasavlo, giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ, cho biết sự gia tăng mưa lớn do biến đổi khí hậu đang là phép thử đối với chiến lược xây dựng đập của Trung Quốc. Người ta lo lắng rằng các con đập nhỏ bị sập trong mùa mưa này báo trước tai họa, không ai muốn nghĩ tới. Nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, con đập là niềm tự hào của dân tộc Trung Quốc cho đến nay đã vượt qua thiên tai năm nay. Nhưng những nguy cơ mà nó cho thấy có nghĩa là Bắc Kinh có thể cần xem xét lại chiến lược của mình. Ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc chứng kiến trong những tuần gần đây. Bà Saburoth nói, nếu có đập bị vỡ, đó sẽ là một thảm họa đại hồng thủy. Tin buồn ập tới cơ quan đầu não Bắc Kinh khi siêu đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ toang khi một trận động đất siêu mạnh, mạnh 7,7 độ Richter ở thành phố Vũ Hán đã vùi lấp con đập Tam Hiệp, khiến cho giới chức cao tầng của Trung Quốc vô cùng hoảng loạn. Thông tin trên đã được tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo rất nổi tiếng của phía Trung Quốc, đưa tin chi tiết như sau. Vào lúc 17:30 chiều ngày hôm qua, một trận động đất siêu mạnh, mạnh tới 7,7 độ Richter, làm rung chuyển thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử, khiến cho con đập này bị vỡ toang và mực nước của nó đã tràn ra, nhấn chìm toàn bộ vùng hạ lưu, tất cả đều biến thành sông, thành biển. Trận động đất siêu mạnh vào hôm qua cũng đã đe dọa trực tiếp đến con đập của phía Trung Quốc khi nó đã tàn phá ba cửa xả, làm cho nước dâng tràn và làm cho vùng hạ lưu bị ngập chìm trong biển nước lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện trận động đất trên đã làm rung chuyển một vùng rộng lớn, đánh sập một sân bay quân sự và một căn cứ quân đội của Bắc Kinh đặt tại Vũ Hán. Ngoài ra, trận động đất trên cũng đã săn phẳng một khu tự trị của phía Trung Quốc. Được biết, từ đầu năm tới nay, Trung Quốc đã đón nhận 9 trận động đất, nhưng chưa có một trận động đất nào mạnh như trận động đất ngày hôm qua.
trung bình, trận động đất của Trung Quốc chỉ xảy ra từ 4,1 đến 5,5 độ Richter, nhưng trận động đất ngày hôm qua nó đã lên tới 7,7 độ Richter. Đây là một điềm báo báo rằng Trung Quốc sắp diệt vong và con đập Tam Hiệp lớn nhất của Bắc Kinh nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng qua những sự kiện mở màn như vậy cho chúng ta thấy rằng năm 2023 là một năm rất tồi tệ đối với cả phía Trung Quốc. Những cơn bão siêu mạnh đang đổ dồn dập vào đất liền của Trung Quốc khiến cho nhiều tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Thượng Hải, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Tứ Xuyên ngập chìm trong biển nước thì nay lại xuất hiện động đất sóng thần. Đến nay, Trung Quốc đã đón nhận rất nhiều trận động đất, nhưng trận động đất ngày hôm qua được cho là kỷ lục nhất. Nó đã làm rung chuyển một vùng đất rộng lớn ở tỉnh Hồ Bắc, Vân Nam, Vũ Hán, chìm trong đống đổ nát. Cơ quan tìm kiếm cứu trợ cứu nạn của Trung Quốc đang điều cả trực thăng để tìm bới đống đổ nát, tìm ra những nạn nhân bị mắc kẹt. Có thể nói rằng, đại họa vẫn đang tiếp tục đổ dồn vào Trung Quốc đại lục. Đất nước hơn 1,4 tỷ người dân này đang sống trong cảnh ngày tháng đen tối nhất trong lịch sử loài người. Từ cuối năm 2022, dịch bệnh COVID-19 tàn phá thành phố Vũ Hán. Đến nay, ngoài mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thì những cơn bão siêu mạnh vẫn đang đổ dồn dập vào Bắc Kinh để vùi lấp Trung Quốc. Họ cho đây chính là nghiệp quật hay còn gọi là nhân quả báo ứng bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra cho thế giới là vô cùng to lớn. Trung Quốc đã đem con virus Vũ Hán hay còn gọi là vũ khí sinh học đi lây lan ra toàn nhân loại. Để bây giờ, trên toàn hành tinh đã có tổng cộng hơn 38 triệu người nhiễm và hơn 1 triệu người tử vong. Một con số hết sức kinh khủng. Tất cả là do phía Trung Quốc gây ra. Đây chính là lý do vì sao mẹ thiên nhiên và đấng tối cao được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc. Kính thưa quý vị, siêu đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới trong những ngày vừa qua được tờ báo quốc tế nhắc tới rất nhiều lần. Tất cả các trang mạng trên thế giới đều nhắc tới con đập lớn nhất của Trung Quốc. Hiện nó vẫn sừng sững chắn ngang con sông Trường Giang, con sông lớn nhất của Trung Quốc bắc qua tỉnh Hồ Bắc và Vũ Hán. Con đập Tam Hiệp được nhắc tới rất nhiều bởi nó đang sở hữu những kỷ lục mà không con đập nào trên thế giới có thể sánh ngang được. Ví dụ như chiều dài của nó lên tới gần 5 km, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc được xây dựng suốt 15 năm, từ năm 1993 cho mãi tới năm 2008, con đập mới được xây xong. Trước khi trình dự án lên cơ quan đầu não chính quyền ông Giang năm 1988, rất nhiều cơ quan, ban ngành cũng như các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc đã ngăn cản khi nói rằng nếu như chính phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục cho xây dựng con đập này thì đặt đất nước của Trung Quốc vào mối cực kỳ nguy hiểm, bởi con đập chính là tử huyệt của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày đó chính phủ của Trung Quốc không nghe theo những chuyên gia thủy lợi và các chuyên gia xây dựng, họ vẫn quyết định cho xây dựng con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Một mặt là để dương oai với các nước trong khu vực, bởi vì đập Tam Hiệp là một trong những công trình đồ sộ và vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đập đã sử dụng tới 600.000 tấn thép, tương đương với 67 tòa thép Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp. Con đập cũng đã ngốn tới 50 tỷ đô la Mỹ. Một con số hết sức là kinh khủng, nhưng bây giờ nó đang là tử huyệt chết người của chính quyền Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tiêu tốn rất nhiều tiền để bảo vệ con đập. Bằng chứng là việc chính phủ của Bắc Kinh đã cho điều động 50 tiểu đội và 50 tiểu đoàn phi cơ bảo vệ con đập 24/24 giờ. Bởi nhiều nước trên thế giới là đối thủ truyền kiếp của Trung Quốc, mối đe dọa sẽ cho dội bom và phóng tên lửa phá vỡ con đập này để nhấn chìm Trung Quốc nếu như xảy ra xung đột. Các nhà quan sát cho biết rất nhiều nước trên thế giới muốn bắn vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để trả thù, đặc biệt là Triều Tiên và Ấn Độ. Ngoài ra Đài Loan, Hồng Kông, Mông Cổ, Macau, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức. Các nước trên cũng đồng loạt lên tiếng nếu như xảy ra xung đột với Trung Quốc thì họ sẽ không cần đánh vào cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Họ chỉ phóng tên lửa từ xa để phá vỡ con đập là họ đã chiến thắng rồi. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc bắc ngang sông Dương Tử vẫn là niềm tự hào của người dân Trung Quốc đại lục. Nhưng bây giờ đó chính là mối đe dọa đặc biệt của chính phủ Trung Quốc. Bởi lâu nay, nhiều nước trên thế giới tuyên bố sẽ dội bom và phóng tên lửa phá nát con đập này. Ngoài ra, trong tình cảnh mưa to, gió lớn, bão tố mịt mờ, động đất, vỡ đê, vỡ đập trong suốt hơn 3 tháng vừa qua đã đe dọa trực tiếp tới siêu đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị, mỗi khi sắp kết thúc,
triều đại đều liên tiếp xảy ra tai họa. Gần đây, mọi người đã phát hiện ra nhiều những dự ngôn cổ xưa đều dự đoán rằng người Trung Quốc sẽ phải đối mặt với nhiều tai họa trong năm nay. Theo các ghi chép của sử sách Trung Quốc, vào những năm cuối của các vương triều đều liên tiếp xảy ra tai họa. Như vậy, thực trạng hôm nay có lẽ là điềm báo Trung Quốc sắp có biến lớn. Theo dự đoán của nhà chiêm tinh học thời Đường Lý Thuần Phong, nhật thực có vàng sáng, bên cạnh mây trắng thấp thoáng thiên hạ ấp đại loạn. Đại binh khởi thành chức vương, vương bắc vị. Điều này ám chỉ rằng nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị thuộc hạ thanh toán và mất quyền lực. Ngoài ra, nhật thực năm nay gần như là nhật thực toàn phần với hơn 99% toàn bộ bề mặt tròn của mặt trời bị che phủ đi. Thưa quý vị, mưa lớn đã gây ra nhiều tai họa tại miền Nam Trung Quốc. Liên tiếp trong những ngày vừa qua, mưa lớn kéo theo lũ quét và ngập lụt đã xảy ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương miền Nam Trung Quốc, trong đó xác nhận có ít nhất 417 người thiệt mạng và 55 người mất tích. Cụ thể, từ đầu tháng đến nay, mưa lớn liên tục tại các địa phương ở khu vực Giang Nam và Tây Nam Trung Quốc, trong đó mưa bão tập trung vào các tỉnh khu tự trị Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Đông, Quảng Tây. Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, hơn 20 dòng sông lớn trong khu vực như Tín Giang, Cán Giang, Kiến Khê, Sa Khê, Mân Giang đã vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,02m cho đến 4,82m. Nhiều địa phương xuất hiện tình trạng ngập lụt và lũ quét gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong các địa phương chịu ảnh hưởng của mưa bão, Giang Tây là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 76 người chết, 6 người mất tích. Có 12.000 người dân ở 54 quận huyện thuộc 9 thành phố của tỉnh này chịu ảnh hưởng của mưa bão. 133.000 người phải di rời đến khu vực an toàn và cần cứu trợ khẩn cấp. 74.400 ha diện tích canh tác chịu ảnh hưởng, 290 căn nhà bị sụp đổ, thiệt hại kinh tế ước tính là 1,59 tỷ nhân dân tệ, khoảng 230 triệu đô la Mỹ. Quảng Tây, địa phương có chung đường biên giới với Việt Nam, cùng chịu thiệt hại nặng nề với ít nhất 19 người chết, 23 người mất tích, 56 người bị thương, hơn 2.500 người phải di rời khẩn cấp, gần 3.000 ha diện tích canh tác bị ảnh hưởng, 66 căn nhà bị sụp đổ. Các địa phương khác như Phúc Kiến, Quý Châu, Giang Tô cũng chịu nhiều thiệt hại với hàng vạn người dân phải di rời khẩn cấp, hàng nghìn ha đã canh tác bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến cấp điện, nước sinh hoạt, giao thông đi lại của người dân ở nhiều khu vực. Trước tình hình trên, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã khởi động phương án ứng phó khẩn cấp cấp 4, triển khai tổ công tác đến các vùng chịu thiệt hại của mưa lũ, chỉ đạo hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời cung cấp hơn 2.000 liều bạt, 10.000 giường gấp và 20.000 chăn bông cứu trợ khẩn cấp cho người dân. Dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài đến hết năm nay. Các địa phương ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả của lũ lụt, đồng thời chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trước tình hình thiên tai bất ngờ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Bầu trời tại Trung Quốc dường như hóa đêm khi những hình ảnh về đám mây kỳ lạ liên tục được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người tò mò xen lẫn sự hoang mang. Vì ẩn sau sự đẹp đẽ đến kỳ lạ của các đám mây là điềm báo cho các loại hình thay đổi thời tiết đáng lo ngại. Thậm chí ngay cả các nhà khoa học cũng đã chứng minh khi thiên nhiên trở mình, đó là lúc các thảm họa kinh hoàng sắp ập tới. Theo đó, vào chiều ngày hôm qua, tại 3 tỉnh thành Trung Quốc xuất hiện 3 hình thù mây khác nhau. Nếu như bầu trời Vân Nam phía Trung Quốc xuất hiện mây có hình dạng giống như những cụm bọt nước khổng lồ kéo dài hàng trăm km, thì tại Tứ Xuyên, Tây Nam của nước này xuất hiện luồng sáng lạ trên bầu trời mà nhiều người gọi là mây ngũ sắc. Trong khi đó, người dân tỉnh Thanh Hải bỏ chạy tán loạn khi thấy mây hình người lơ lửng trên bầu trời. Nói về những bức ảnh được chụp lại tại Thanh Hải, Trung Quốc như một đám mây có hình thù như cái đầu hình người lớn, có cả thân và chân tay dài ngoằng đang lơ lửng trên trời. Đám mây kỳ dị trên được cho là dài hơn 300 mét. Theo Daily Mail, việc đám mây hình người này có màu sắc sẫm khiến cho nó trông như có thể được làm từ cái gì khác chứ không phải là do những đụn mây tạo nên. Từ góc độ của bức ảnh thì có vẻ như người này đang nằm trên trời và nằm theo dõi những gì diễn ra bên dưới khu vực đông dân cư. Đám mây bí ẩn xuất hiện khoảng 45 phút đồng hồ. Nhiều người cho rằng rất có thể những đám mây này xuất hiện để cảnh tỉnh giới chức lãnh đạo Trung Quốc hay mau ăn năn, sám hối, tội lỗi. Một số người cho rằng sự xuất hiện của nó là một biểu hiện từ Chúa. Một nhân chứng cho biết chúng tôi đã bị sốc khi nhìn thấy hình ảnh đám mây trông giống con người trong suốt 45 phút.
một số người đã bắt đầu lễ bái, trong khi những người khác thì bỏ chạy. Thật kỳ lạ, nhân chứng cho biết thêm. Khi các video được lan truyền trên mạng, vì các đám mây có hình dạng giống như cụm bọt nước khổng lồ ở Vân Nam xuất hiện vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay, những bóng mây này xếp chồng lên nhau, đan xen khiến chúng giống bắp tay cuồn cuộn của chàng lực sĩ khổng lồ. Theo các nhà thiên văn học, thì những đám mây này là dấu hiệu của dông bão lớn kèm theo sấm sét trong các tháng có thời tiết giống như hiện nay tại Trung Quốc. Trong khi đó, thì một trong những dấu hiệu thiên nhiên liên quan đến động đất đó chính là sự xuất hiện của những luồng sáng lạ trên bầu trời Tứ Xuyên vào lúc 20 giờ 30 phút tối. Trong giới khoa học, người ta gọi là các luồng sáng ấy là ánh sáng động đất. Theo người dân, thì ánh sáng động đất này kéo dài khoảng 20 phút. Một số dữ liệu ghi nhận sự xuất hiện của thứ ánh sáng này có thể tới như trận động đất Karbala vào năm 1975, động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008. Lý giải vì sao ánh sáng động đất lại xuất hiện trước thảm họa, giáo sư thuộc Đại học Rutgers giải thích, khi có động đất thì các vết nứt gãy dưới lòng đất giải phóng điện tích và không khí, chúng ion hóa các phần tử không khí và hệ quả là gây ra thứ ánh sáng đặc biệt nói trên. Đây không phải là lần đầu tiên người ta nhìn thấy đụn mây có hình thù kỳ dị xuất hiện trên bầu trời, khi trước đó cũng ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã có nhiều trường hợp gây tranh cãi xoay quanh những đám mây trông giống như bàn tay giận dữ của Chúa hay đôi cánh thiên thần. Cũng theo tờ The Times của Ấn Độ cũng cho biết, Jung Ho Cho, một học giả người gốc Hoa đang sống tại California của Mỹ, được cho là người có thể dự đoán 39 trận động đất kể từ năm 1990 bằng cách sử dụng các lý thuyết về đám mây động đất. Ông là một nhà khoa học đã nghỉ hưu, sử dụng hình ảnh vệ tinh về các công cụ khoa học khác để tinh chỉnh lý thuyết của ông về đám mây động đất như là dấu hiệu thảm họa thiên nhiên đáng sợ này. Điều này cũng thật sự trùng hợp khi gần đây hiện tượng động đất liên tục xuất hiện tại Trung Quốc, gây nên những thiệt hại về người và của hết sức nặng nề. Chuyên gia khí tượng học Jeff Lavrov đã lên tiếng giải đáp bí ẩn thông qua bản sao Twitter. Ông cho biết những hiện tượng Mamatut hay dân gian gọi nôm na là hiện tượng mây vẩy rồng hay là mây gò bồng đào. Ông cho rằng sự xuất hiện các đám mây vẩy rồng phía dưới một đám mây lớn hơn có thể là điềm báo về tình trạng thời tiết xấu sắp tới. Chúng thường xuất hiện sau khi có sự thay đổi hay chênh lệch lớn về nhiệt độ, khoảng độ ẩm khi trời sắp có dông bão kèm sấm chớp. Các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm nêu trên của chuyên gia khí tượng học. Họ nói thêm rằng, mặc dù đa phần các đám mây có dạng mặt phẳng như Mamatus lại sở hữu các túi hình tròn phía dưới những đám mây khác, do không khí chìm xuống gây ra hiện tượng độ nội âm. Các nhà khoa học khác cũng tán đồng quan điểm này. Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lụt lên mức khẩn cấp quốc gia, hơn 1.000 người thiệt mạng và mất tích. Vào ngày hôm qua, Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo lũ lụt lên mức ứng phó khẩn cấp quốc gia do mưa lớn diễn ra liên tục và lũ lụt xảy ra trên khắp đất nước. Trong trận lụt lần này, hơn 100.000 người đã thiệt mạng. Kỳ thi đại học đã bị trì hoãn, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Văn phòng Chính phủ Trung Quốc chịu trách nhiệm kiểm soát lũ lụt đã nâng mức ứng phó lên mức 3 trong thang cảnh báo 4 mức, đồng thời cho biết rằng 14.117 nhân viên cứu hộ và ứng cứu khẩn cấp đã được triển khai để ứng phó với lũ lụt. Các nhà chức trách xác nhận rằng trên toàn quốc đã có ít nhất 1.190 người đã chết hoặc mất tích do mưa bão. Bộ ứng phó khẩn cấp ước tính thiệt hại về kinh tế vượt qua 40 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, các tỉnh bao gồm Quý Châu, An Huy, Hồ Nam và Hồ Bắc, Thiểm Tây dự kiến lượng nước mưa đạt khoảng 250 cho đến 280 mm. Theo China Daily đưa tin, vào hôm qua, thành phố Vũ Hán, nơi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát lần đầu tiên, đã chịu một trận mưa lớn kỷ lục với lượng nước mưa đạt 426 mm. Chính quyền đã phải sử dụng máy bơm lớn để hút nước từ những con đường bị ngập lụt tại thành phố. Tân Hoa Xã đưa tin rằng một hồ chứa nước chính ở phía đông nam tỉnh Chiết Giang đã phải mở các đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ thấp mực nước lũ. Năm nay, Trung Quốc có khoảng 11 triệu học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Cơ quan khí tượng cảnh báo các phụ huynh cần chú ý xem thông tin về dự báo thời tiết, chuẩn bị cẩn thận cho con em khi đi ra ngoài. Chính quyền địa phương tỉnh Thiểm Tây, quê nhà ông Tập cho biết các kỳ thi diễn ra tại một số khu vực của tỉnh đã bị hoãn lại do trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm. Vào thứ Năm vừa qua, thành phố Tiền Giang ở miền Trung Hồ Bắc là thành phố đầu tiên được đưa ra cảnh báo ứng phó lũ lụt cấp 1 sau khi hệ thống đường giao thông và đất nông nghiệp bị ngập lụt.
hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam cũng đã đưa ra cảnh báo lũ màu cam. Đây là mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 mức. Mực nước của một số con sông tại hai tỉnh này đã dâng cao hơn mức cảnh báo từ 2m đến 3m. Kính thưa quý vị thân mến, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong 48 giờ qua, mưa lớn kèm theo lốc xoáy ở nhiều thành phố của ba miền Bắc, Trung, Nam gây ra lũ lụt trên diện rộng. Tất nhiên, sự tàn phá là hết sức nghiêm trọng vào rạng sáng 2 ngày trước đó. Vào lúc 7 giờ 35 phút theo giờ địa phương, dẫn lời tờ báo địa phương đưa tin, hàng loạt các con sông tại Diên An ở Tây Bắc Thiểm Tây, Trung Quốc, lượng nước dâng lên bất thường. Mưa lớn xảy ra liên tục nhiều ngày trên địa bàn, khiến cho hệ thống sông suối nơi đây mực nước dâng cao chưa từng thấy. Dòng nước lũ chảy xiết và dữ dội cuốn trôi những đàn gia súc gia cầm của người dân như gà, vịt, bò, cừu, khiến người dân chỉ biết khóc ròng nhìn những gia sản còn lại của mình đã bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt cho địa hình ở đây đa số là núi, đồi, sông, suối, nhiều ngôi làng ở khu tự trị này cũng hứng chịu hiện tượng sạt lở núi và lũ quét vô cùng nghiêm trọng. Truyền thông địa phương cũng đã xác nhận vào khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày thì một vụ lở núi đã xảy ra ở khu tự trị Bui. Khoảng 10.000 mét khối đất đá đã bất ngờ lở xuống tại ngôi làng, vùi lấp hàng trăm ngôi nhà. Được biết vào khoảng thời gian đó, người dân vẫn đang trong giấc ngủ say. Thật không may trong số đó, vài trăm hộ gia đình đã không kịp chạy thoát ra bên ngoài. Vì vụ lở đất xảy ra trong chớp mắt khiến người dân chao đảo không kịp đối phó, bị chôn vùi dưới lớp đất đá trông rất kinh hoàng. Theo Bộ Ứng phó Khẩn cấp thống kê thì ít nhất 39 người tử vong và hàng trăm người bị thương do vụ lở đất trên. Đội công tác cứu hộ địa phương đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 10.000 hộ dân và huy động 85 chuyến bay tuần tra trên không, tiếp tục tìm kiếm những người mất tích dưới lớp đất. Ngoài ra, vụ lở đất đá chặn một số tuyến đường huyết mạch tại đây khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Một số video trực tuyến cho người dân địa phương quay được cho thấy một con đường gần điểm sạt lở bị hư hỏng nặng. Một người dân trong một đoạn video cho biết bệnh viện thị trấn cũng đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Người dân địa phương cũng cho biết thông báo sơ tán chính thức của chính quyền đến quá muộn, do đó mà một số gia đình không kịp di rời đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Chính quyền địa phương đã không hỗ trợ tổ chức sơ tán cho người dân. Người dân đã phải tự tìm chỗ trú ẩn. Ông Du, một chủ cửa hàng trong làng cho biết có khoảng 200 đến 300 hộ gia đình trong khu vực. Vụ lở đất đã chôn vùi khoảng 10 hộ gia đình nhưng vẫn chưa rõ số lượng chính xác những người dân bị ảnh hưởng. Có một hộ gia đình có 4 người đã bị chôn vùi trong trận lở đất, gồm 2 chị em và 2 người già. Thật đáng buồn, những người bị chôn vùi trong lở đất không thể sống sót, ông Du nói. Ông Du và vợ cùng 2 đứa con đã may mắn chạy thoát kịp, còn bố mẹ già của ông không có nhà. Vì 2 ngày trước, họ đã đến nhà anh trai của ông ở huyện, nhưng tài sản của ông đều bị chôn vùi trong trận lở đất, bao gồm ngôi nhà, nhà hàng mới được sửa sang lại, bò và hơn 200 con chim bồ câu. Ông Du bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính quyền địa phương thông báo sơ tán quá muộn, khiến cho ông không đủ thời gian để mang theo những tài sản có giá trị của mình. Ông cho biết các chuyên gia của huyện Kháng Nguyên đã được gửi đến ngôi làng để kiểm tra khu vực trong khi họ ăn trưa tại nhà hàng của ông. Các chuyên gia không đề cập đến nguy cơ lở đất hoặc lũ lụt, mãi đến 9 giờ tối cùng ngày dân làng mới nhận được thông báo phải sơ tán. Ông Du cho biết giới chức lẽ ra phải đưa ra thông báo vào ban ngày để những người già có thể sơ tán an toàn. Ông Du đã thu tiền từ nhân viên thu ngân nhà hàng của mình trước khi sơ tán, nhưng do đại dịch, công việc kinh doanh dài hạn gặp khó khăn, ông chỉ đủ trang trải chi phí và tiền lương cho nhân viên nhà hàng. Hiện ông rất lo lắng về tương lai. Tôi giống như người nông dân ở tuổi già, tôi thật sự có thể làm việc được bao lâu nữa? Ông Du cũng thất vọng vì chính quyền địa phương đã không bố trí nơi trú ẩn tạm thời cho dân làng sau trận lở đất. Gia đình ông hiện đang ở một khách sạn cách nhà họ khoảng 1 km. Ngôi làng bị tàn phá nặng nề, hiện các con đường đều bị hư hại, ông Du nói. Giới chức cho biết họ cung cấp cho dân làng những chất liệu tạm thời nhưng lại không cung cấp thông tin về nơi mà mọi người có thể đến lấy chúng, theo ông Du. Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày thứ Bảy vừa qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại một đoạn của quốc lộ G108 tỉnh Thiểm Tây gần làng Lưu Huy ở huyện Chu Trí. Truyền thông địa phương đưa tin khu vực bị sập rộng hơn 2.000m2 khiến giao thông bị gián đoạn do mưa lớn liên tục gây ra, việc đất đá tiếp tục rơi xuống từ ngọn núi.
lở đất vỡ đê do mưa lũ hoành hành, ảnh hưởng hàng chục ngàn hecta lúa và nhà cửa của dân Trung Quốc bị chìm trong biển nước. Mưa lũ liên tục, các đập thủy điện xả nước khẩn cấp và lở đất tại Trung Quốc lại vừa xảy ra, đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng hoặc mất tích, chôn vùi nhà cửa và khiến nhiều danh lam thắng cảnh bị đóng cửa tạm thời. 6 người đã bị mắc kẹt do lở đất ở phía tây nam tỉnh Quý Châu tấn công 3 ngôi làng. Và ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 156.000 người đã được di rời và 6 người bị mắc kẹt phải được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt giữa bùn và đá vụn ở vùng núi thành phố Đồng Nhân đổ nát. Nhà chức trách cho biết 1.900 ngôi nhà bị chôn vùi và 600 ngôi nhà khác bị hư hại. Cảnh quay trên không cho thấy vùng đất xanh mướt rộng lớn trước đây nay đã ngập trong bùn. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, ít nhất 1.200 người đã chết hoặc mất tích trong năm nay tại Trung Quốc do các thảm họa liên quan đến lũ lụt. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, thiệt hại trực tiếp về kinh tế lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương 5,9 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu vực của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng lớn bởi những trận mưa lớn liên tục từ đầu tháng đã gây ra thiệt hại cho nền kinh tế nước này, vốn đã suy yếu do sự tấn công của hậu đại dịch COVID-19. Một trận sạt lở khác vào sáng sớm ngày hôm nay tại trung tâm tỉnh Hồ Bắc đã chôn vùi 51 ngôi nhà và 96 người dân, 8 người trong số đó đã thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết một số danh lam thắng cảnh đã phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn. Khu vực núi San Khánh cũng đã đóng cửa do những trận mưa lớn gần đây, với nguy cơ sạt lở và các thảm họa khác trên địa bàn. Bên cạnh ảnh hưởng đến du lịch, các học sinh cũng rất mệt mỏi trong tuần này vì phải vật lộn để đến được trường đúng giờ. Trong khi nước lũ tràn ngập đường phố ở nhiều khu vực, các nhân viên cứu hộ địa phương đã sử dụng xe tải, thuyền bơm hơi và dây thừng để đưa học sinh đến các địa điểm trường tỉnh Hồ Bắc vào sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, tỉnh miền Đông Trung Quốc là Chiết Giang vào 2 ngày trước đã nâng mức ứng phó lũ lụt lên mức cao nhất dòng sông Tiền Đường giữa lúc mưa lớn đã làm tràn bờ sông, hồ và dự báo sẽ còn tiếp diễn. Đến 19 giờ cùng ngày, mực nước tại hồ chứa Tân An Giang, công trình chống lũ quan trọng ở phía thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt 108,5m, cao hơn mức bình thường. Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, mực nước sẽ còn tiếp tục tăng và dự kiến sẽ lập kỷ lục so với năm 2022. Hồ chứa lớn nhất miền Đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày hôm qua đã vận hành đập tràn lần đầu tiên sau 9 năm để hạ đỉnh lũ. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban Thủy lợi Chiết Giang cho biết mực nước nhiều con sông tại khu vực đồng bằng chính của tỉnh này đã vượt mức báo động. Theo cơ quan khí tượng dự báo, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở các khu vực phía Bắc và trung tâm tỉnh Chiết Giang trong những ngày tới. Từ đầu tháng đến nay, mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra trên 6 tỉnh thành của Trung Quốc, chủ yếu tập trung ở phía Nam. Trong lưu vực sông Trường Giang, ít nhất 1.210 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với mưa lũ giữa lúc mực nước các con sông và hồ tiếp tục tăng cao và cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp diễn. Mưa lớn cũng đe dọa nhiều công trình thủy điện bao gồm đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang tại tỉnh Hồ Bắc. Theo thông tấn xã Trung ương của đảo Đài Loan, đỉnh lũ sông Dương Tử đi qua hồ Bà Dương vào chiều ngày hôm qua đã làm vỡ hơn 200 mét đê ở phía bờ bắc của hồ Định Đồng, huyện Vĩnh Tô, tỉnh Giang Tây. Theo truyền thông Đại Lục, Cơ quan Phòng chống lụt bão huyện Vĩnh Tô cho biết khu vực địa phương bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đê gồm có 80.100 mẫu đất canh tác, tổng diện tích đến 41.000 km2, đe dọa sự an toàn của 31.000 người dân. Công ty Thủy điện và Thủy lợi Giang Tây đã cử nhân viên đến hiện trường để chặn đê. Nhưng nước từ con sông bên ngoài đoạn đê được tu sửa vẫn chạy vào với tốc độ lớn. Việc chặn đê lại rất khó khăn. Những vật liệu bằng đá nhỏ thả xuống đã bị nước cuốn trôi, bởi vậy những người cứu hộ đã phải dùng đá to. Tuy nhiên, công trình phòng hộ lũ Động Đình tốn rất nhiều vật liệu, nên để sửa chữa đoạn đê này cần khối lượng vật liệu lớn nên đã làm việc rất khó khăn. Ước tính không thể sửa chữa lỗ hổng vỡ đê trong thời gian ngắn. Hiện tại, mực nước hồ Động Đình ở tỉnh Giang Tây tiếp tục dâng cao, ít nhất 4 trạm quan sát đã vượt đỉnh quá mức trong thảm họa lũ lụt năm 1998 vào năm 2020 và đã phá vỡ kỷ lục trong trận lịch sử của hồ Động Đình vào tháng 6 năm 2020. Tình hình lũ lụt hiện rất nghiêm trọng. Theo giám sát vệ tinh, diện tích bề mặt hồ Động Đình và vùng nước xung quanh hiện đã vượt quá 3.900 km2, lớn nhất trong vòng 10 năm qua. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, từ ngày hôm nay đến cuối tháng, mưa lũ sẽ xuất hiện trở lại ở vùng Trung Du, vùng hạ lưu sông Trường Giang.
mưa lớn có thể xảy ra ở một số khu vực. Các khu vực chính chịu ảnh hưởng của mưa lớn sẽ bao gồm Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Tây Bắc Giang, Tây An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang và một số nơi khác. Ở một số khu vực sẽ có mưa đá to. Truyền thông đại lục cảnh báo tình hình kiểm soát lũ ở trung hạ lưu sông Dương Tử sẽ rất là nghiêm trọng trong vài ngày tới. Cần ngăn chặn sự phát hiện của các thảm họa như lũ lụt các con sông nhỏ và vừa, lũ lụt ở các khu vực đô thị và nông thôn. Tổng cộng có 17.000 người đã bị ảnh hưởng ở 6 tỉnh thành và khu tự trị. 30.000 ngôi nhà đã bị sập và 9 con sông xảy ra lũ lụt trong lịch sử, vượt mức lịch sử vào mùa hè năm 2020. Trong khi mưa lũ, bão, gió đang tàn phá đại lục, thì chính quyền nước này không quan tâm mà tiếp tục đưa quân đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các quốc gia hàng xóm. Ông Tập Cận Bình vẫn đang mải mê cho quân tập trận cả ngày lẫn đêm trên Biển Đông, xâm phạm chủ quyền lãnh hải nghiêm trọng các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Theo tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bắc Kinh liên tục có các đợt tập trận kéo dài ở Biển Đông gần đây. Các cuộc tập trận này chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3, đợt 2 từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Khu vực tập trận trong hai đợt này nằm giữa tỉnh Hải Nam và Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang tận dụng việc thế giới dồn dập sự tập trung vào tình hình Ukraine để tranh thủ phô trương sức mạnh ở Biển Đông, tập trận cả ngày lẫn đêm. Nhận định về các cuộc tập trận kéo dài gần đây của Trung Quốc, giáo sư Kha Taylor, Học viện Văn phòng của Úc cho rằng các cuộc tập trận phức tạp đã được lên kế hoạch tổ chức phục vụ một số mục đích như đào tạo, tích hợp các nền tảng công nghệ mới để liên kết giữa các lực lượng giữa hải quân và không quân. Theo chuyên gia người Úc, các cuộc tập trận của hải quân và không quân Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 3 bao gồm các cuộc tập trận không quân phức tạp. Lực lượng không quân Trung Quốc đã tập trận cả ngày lẫn đêm với nhiều loại máy bay chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ từ các căn cứ không quân trong khoảng 20 giờ. Bức tranh toàn cảnh cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Mỹ là đối thủ chiến lược và đang tham gia một vòng xoáy hành động trả đũa ở Biển Đông. Nói cách khác, mỗi bên phản ứng lại các hoạt động quân sự của bên kia, giáo sư Carter nhận định. Ông Taylor cho rằng các cuộc tập trận quân sự được thiết kế để chứng minh khả năng cụ thể, quyết tâm chống lại sức mạnh hải quân của đối thủ. Các cuộc tập trận vào ban đêm và rạng sáng của họ để đáp ứng thời điểm của các hoạt động không quân của đối thủ. Theo một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khoa học của Công nghệ Quân sự ở Bắc Kinh, lịch trình huấn luyện mới nhằm đáp ứng các hoạt động của máy bay và tàu chiến của Mỹ luôn diễn ra từ nửa đêm đến sáng, ông Taylor dẫn chứng. Ngoài ra, có thể suy đoán rằng thời điểm được chọn là trước cuộc tập trận Balikatan thường niên giữa Philippines và Mỹ, một trong những cuộc tập trận lớn nhất trong những năm gần đây, giáo sư Taylor trả lời Tuổi Trẻ. Ngoài hai đợt tập trận nêu trên, báo South China Morning Post đưa ra con số thống kê đáng chú ý. Trung Quốc đã tiến hành gần 100 cuộc tập trận ban đêm trong năm 2022 so với chỉ 30 cuộc tập trận trong năm 2021. Bình luận của các động thái này của Trung Quốc, ông Hoàng Việt, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có thông tin cho biết Trung Quốc đã liên tục đưa ra các thông báo tập trận là để tìm kiếm một máy bay quân sự của họ đã bị rơi ở đây trong lúc tập trận. Tuy nhiên, việc kéo dài hoạt động tập trận cho dù máy bay đã được tìm thấy cho thấy Trung Quốc có thể có những ý đồ khác ở đây. Trước tình hình chiến sự căng thẳng ở Ukraine khiến cả thế giới tập trung vào đây sẽ có thể dẫn đến sự lơ là ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, có những lo ngại rằng Trung Quốc sẽ tìm cách gia tăng các vị trí và ảnh hưởng của họ ở Biển Đông, ông Việt nhận định. Thưa quý vị, động đất mới xảy ra ở Trung Quốc làm tăng mối lo vỡ đập Tam Hiệp. Một trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc rạng sáng ngày hôm qua đã làm dấy lên lo ngại có thể gây sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA phát cảnh báo mưa lớn ngày hôm qua khắp Trung Quốc, đánh dấu ngày thứ 31 liên tục, Taiwan News đưa tin. Thêm vào đó, một trận động đất đã xảy ra vào ngày hôm qua ở khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 08 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 3,2 độ Richter đã xảy ra tại huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên ở độ sâu 8 km, theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc. Huyện Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của châu tự trị dân tộc Tạng, Khương Nawa, tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ của trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của động đất trong bối cảnh có mưa lũ nặng nề ở khu vực phía Tây Nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất, theo Taiwan News. CMA cũng đã phát cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm qua tới 8 giờ ngày hôm nay đối với phía Nam Giang Hán, phía Tây và Nam Hạ Giang, phía Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía Nam Quý Châu, Hồ Bắc, An Huy, phía Bắc Hồ Nam và Đông Bắc Giang Tây.
Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả ở phía trên và phía dưới Tam Hiệp, trong đó có cả tại thành phố Nghi Sương cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng cổ trấn. Trước đó, từ cuối tháng 10 năm 2022, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ đập Tam Hiệp nếu xảy ra động đất. Một YouTuber người Trung Quốc hôm 30 tháng 10 nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ lụt năm 1998, đồng thời dự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể khiến một trong những con đập nhỏ hơn bị vỡ. YouTuber này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, một đập bị vỡ dẫn tới những đập khác cũng vỡ và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp. Khi lũ lụt đã bắt đầu đổ bộ tràn lan ở miền Nam Trung Quốc, tại lưu vực Hồ Bà Dương của tỉnh Giang Tây, ba trạm thủy văn gần đây đã phá vỡ mức cảnh báo cao nhất trong lịch sử khi nhìn con đê bị vỡ. Một số dân làng ở Giang Tây khi nhớ lại khoảnh khắc chạy trốn khỏi tử thần lúc vỡ đê, chạy điên cuồng chừng được 5 km, nhìn xuống bàn chân thì mặt đất rung chuyển. Các nguồn tin đại lục cho biết, vào lúc 21 giờ 2 ngày trước, mực nước của trạm Bà Dương trên sông Dương Tử đã phá vỡ mức cao nhất lịch sử là 22,91 m vào năm 1998 và đạt 22,65 m. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước Hồ Bà Dương lên tới 202,84 m, vượt qua mức nước của năm 1998 thêm 13 cm và vẫn gia tăng. Tại thị trấn cạnh sông gần Hồ Bà Dương rơi vào tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, khi con đê sông Phong là con đê đầu tiên ở Hồ Bà Dương để bảo vệ các buôn làng, nó đã từng chống chịu được trận lũ vào năm 1998. Vào tối 2 ngày trước, trên bờ đê của hồ chứa nước ở thị trấn Sông Trà, huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Bách Phương, một người dân đã chống chọi với lũ lụt trong nhiều ngày qua, đã đứng lên trên con đê sông Phong và bắt đầu bảo vệ cho đến khi trận lụt phá vỡ hoàn toàn. Bạch Phương lại nhớ rằng nước mưa gây ra lũ rò rỉ ngày một nhiều hơn và mực nước của dòng sông đang dâng đến cường độ cao. Đột nhiên gió lại thổi, thậm chí gió rất lớn, nước tràn qua không tả nổi khiến cho con đập hiện lên một lỗ hổng lớn hơn. Bạch Phương thấy vậy bèn hét lên, tìm chỗ cao hơn ở đây không giữ nổi nữa, hãy bảo vệ mọi người trước. Mọi người quen thuộc với địa hình cũng đang dẫn những người xung quanh chạy bán sống bán chết một mạch 5 km. Khi Phú Hồng Minh, phó thị trưởng thị trấn Sông Ca, nghe thấy câu nói đầu tiên mà nghe thấy là bây giờ tôi đang rất sợ, chân tôi run rẩy, mặt đất thì rung lắc. Nếu chúng ta chậm một bước nữa thôi, tất cả chúng ta có thể sẽ bị cuốn trôi. Lúc đó xảy ra tình trạng càng nhiều người muốn chạy, họ càng không di chuyển nổi, Bách Phương nói. Cho đến bây giờ chân anh vẫn còn đau. Sau khi con đê đầu tiên thất thủ chỉ trong vòng 2 giờ, trận lụt cũng đã làm ngập hơn 20.000 mẫu đất nông nghiệp, tràn hết vào nhà người dân trong làng. Sau khi đi qua đê sông La Bu, ban đầu đây là một con đê bảo vệ của hồ thủy lợi và bây giờ nó đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để ngăn chặn lũ lụt của 5 ngôi làng bên dưới hồ chứa hoặc xa hơn là thị trấn Sông Cạn. Bách Phương cũng là một trong những người chỉ đạo của 4 hồ chứa bên dưới thấp hơn mực nước hồ chứa và được tưới bởi hồ này. Mực nước lũ hiện cao hơn mực nước hồ chứa ít nhất 5 m. Bách Phương khi đánh giá độ sâu của trận lụt nằm ở hạ lưu của mặt hồ chứa. Theo cách nói của anh thì bề mặt của nước lũ cao hơn rất nhiều mái của nhà 2 tầng. Theo số liệu quan sát của Cục Thủy văn, Ủy ban Thủy lợi của sông Dương Tử thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, đỉnh lũ của sông Dương Tử đã tràn qua sông Giang vào lúc 6 giờ tối ngày hôm qua và tràn qua miệng hồ Ba Hương vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Vào lúc 23 giờ tối cùng ngày, một đợt lũ khác tràn qua thượng nguồn của con đập Tam Hiệp thuộc trạm thủy văn của Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử đã dự đoán rằng sáng sớm ngày hôm qua, đỉnh lũ của sông Dương Tử sẽ tràn qua trạm quan sát. Để thông báo cho ngoại ô thành phố Đồng Lăng của tỉnh An Huy, mực nước có thể dâng lên khoảng 16,3 m, sau đó nhiều tỉnh thành chìm trong nước lũ. Tập Cận Bình đã lo lắng mục tiêu thoát nghèo thất bại sau một thời gian án binh bất động. Từ ngày hôm nay, lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một bài phát biểu liên hệ giữa phòng chống lũ lụt với việc cứu trợ thiên tai để xóa đói giảm nghèo. Ông thừa nhận rằng tình hình lũ lụt tại Trung Quốc hiện tại đang rất nghiêm trọng, cần phải ngăn chặn tình trạng nghèo đói quay trở lại do thiên tai gây ra. Từ khi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ dẫn quan trọng trong công tác phòng chống và cứu trợ lũ lụt. Ông Tập nói, gần đây lưu vực sông Dương Tử, sông Hoài, hồ Động Đình, hồ Bà Dương, hồ Thái Hậu và một số hồ khác đều đang ở mức lũ báo động. Khi các khu vực như là Trùng Khánh, Giang Tây, An Huy, hồ Bắc, hồ Nam, Chiết Giang cũng đã bị lũ lụt nghiêm trọng,
gây thương vong về người, thiệt hại về tài sản là vô cùng to lớn và tình hình kiểm soát lũ đang vô cùng cấp bách. Trọng tâm là bài phát biểu của ông Tập sau khi ông nói rằng cần phải làm tốt công tác giúp đỡ và cứu trợ quần chúng đang gặp khó khăn về thiên tai để ngăn chặn tình trạng nghèo đói quay trở lại. Trước đó, Tập Cận Bình cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cần toàn diện thực hiện xóa đói giảm nghèo của năm 2023 và toàn diện xây dựng một xã hội sáng lạn. Theo báo cáo từ các kênh truyền thông đại lục, vào đầu tháng 3 năm nay, ông Tập đã đi thị sát tại tỉnh Ninh Hạ thuộc khu vực phía Tây. Ông nhấn mạnh rằng phải cố gắng vượt qua tình hình bất lợi do đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra, quyết tâm toàn diện xây dựng một xã hội khá giả và quyết chiến thoát nghèo thành công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch xóa đói giảm nghèo từ năm 2015. Theo kế hoạch thì việc xóa đói giảm nghèo sẽ hoàn thành vào năm 2023 này. Hiện tại chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là hết hạn. Theo tuyên bố từ phía chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện tại vẫn còn 52 huyện nghèo. Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái, để diệt virus Vũ Hán gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào Phúc Kiến, Thượng Hải, gần khu vực trung tâm, sức gió tối đa đạt trên cấp 14. Gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn quét dọc bờ biển đã gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay. Những gốc cây cổ thụ cũng đã bị đổ ngang đường, đè bẹp nhiều xe cộ. Nhiều mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cơn cuồng phong. Kèm theo đó là tiếng gió rít rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video khác trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực khác như Giang Tô, Chiết Giang và Macau. Theo một thống kê sơ bộ ngày hôm qua, đã có hơn 471 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dữ đã gây ra mưa lớn xảy ra ở khu vực sông Dương Tử, khiến cho mực nước của hồ chứa Tam Hiệp tăng vọt. Các quan chức cho hay mực nước đã vượt quá mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước do chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy vòng ra của hồ. Theo Tân Hoa Xã, trận lũ số 1 năm 2023 của sông Dương Tử đã đến, lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp lần này còn gấp bội, đạt trên 61.000 m khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng vì thế mà tăng lên 35.000 m khối mỗi giây. Con số lưu lượng dòng chảy vào hồ 60.000 m khối mỗi giây tiếp tục duy trì cho tới nay, căn cứ theo dữ liệu mực nước thời gian thực do mạng thủy văn Trung Quốc của chính phủ cung cấp, mực nước của lưu lượng dòng chảy vào ra hồ chứa Tam Hiệp như sau. Lưu lượng nước vào luôn cao hơn nhiều so với lưu lượng nước ra. Tuy nhiên, mực nước của hồ chứa do chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82m trở lên, từ 163,47m lên tới 164,29m. Chỉ trong vòng 1 giờ khi mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m, nó đã vượt qua mức cảnh báo 145m tới 19m. Chỉ còn chưa đến 10m nữa sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa Tam Hiệp là 1,5m. Rõ ràng, nếu mực nước cứ tiếp tục tăng đều với tốc độ 0,82m trên mỗi giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng dân chúng. Hiện tại, việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Vài ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu dịch chuyển biến dạng và rò rỉ. Nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn ở trong phạm vi bình thường. Ba dữ liệu của dòng chảy ra vào mực nước không nhất quán đã cho thấy ít nhất một trong số chúng là không chính xác hoặc cả ba đều không chính xác. Theo những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp đã được tăng từ 4 cửa lên 8 cửa. Nếu xả lũ tiếp tục tăng sẽ có lúc khiến cho các khu vực hạ lưu dân sẽ hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục kéo dài, mực nước trên dòng chính và dòng phụ của sông Dương Tử, hồ Động Đình, hồ Bà Hương đã vượt qua mức cảnh báo. Trong nhiều ngày qua, nhiều hồ nước xả lũ, tình hình tràn đập, tràn đê, vỡ đê diễn ra liên tục. Giang Tây, hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê, lũ lụt lan tràn ở khắp nơi, người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang. Không biết đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Rất nhiều người đã tìm cách bỏ của, chạy lấy người và quan niệm còn người còn của, không luyến tiếc bất cứ điều gì, giống như đang mang bản án tử hình treo trên đầu của mình vậy. Vừa qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2023. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa vào hồ chứa Tam Hiệp là trên 60.000 m3 trên giây. Ngoại giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng được thêm nữa.
Kể từ đầu tháng 1 cho đến nay, lưu lượng sông Dương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa to xối xả không ngừng. Trận lũ số 1 cũng đã hình thành từ đầu năm cho đến nay. Đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng xả lũ, khiến cho các khu vực tại Trung Hạ Lưu cùng Thượng Lưu sông Dương Tử liên tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, cơn lũ mới đã gây sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử như sông Mân Giang, sông Gia Lăng, đập Hương Gia Bá đến Thống Than, thậm chí cả khu vực Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh. Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 1 năm 2023. Dự kiến lưu lượng dòng chảy của đập Tam Hiệp trên 65.000 m khối trên giây, một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo mức độ cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực Thống Than thuộc thượng nguồn sông Dương Tử. Cảnh báo màu cam về lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, Bà Hương, Thúy Dương và cảnh báo lũ lụt tại sông Kênh Giang. Ngoài ra, hãng thông tấn của Đài Bắc, Đài Loan cho hay do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục ở khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường đại ở Tân Bình, thôn Bắc Giang, thị trấn Khiết Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở núi và lũ quét. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 2 ngày trước, một lượng đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 250 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng đã được ghi nhận tại xã Thổ Địa, quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh. Đây cũng là một khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo báo cáo, vụ lở núi đã ngăn chặn lòng sông Thiên Hà ở địa phương tạo thành một hồ nước tạm thời với khối lượng nước là 420.000 m khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại tỉnh Kiến Thủy, tỉnh Hồ Bắc thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp, vừa qua mưa như trút nước đã khiến khu vực nội thành bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại bao lâu nữa? Trên thực tế, cho tới nay, mức độ an toàn của con đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển rò rỉ, biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng đập Tam Hiệp đã được đăng lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt cao gần 100m sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100km/h. Trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập, trận lũ sẽ phá hủy đập Các Châu và đến thành phố Nghi Sơn với tốc độ 70km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Sương và trong vòng 5 giờ, mực nước ở Nghi Sơn sẽ cao tới 10m. Video này đã gây xôn xao trên mạng xã hội, thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Một nhân viên kiểm soát lũ tuyến đầu của tỉnh An Huy sau khi xem video, ông cho rằng video này rất có thể do một bộ phận người trong chính phủ làm ra bởi vì người bình thường không thể đưa ra những suy đoán chuyên nghiệp như thế. Nhưng tại sao quan chức chính phủ lại phát hành video này và đưa nó lên Internet để lưu hành? Ông nói rằng ông không rõ nguyên nhân. Do đó, hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Và điều gì xảy ra nếu một siêu lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho ngoại giới lo lắng.